Xin kính chào quý khán giả. Chào mừng quý khán giả đang đến với chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Chúc quý vị có một ngày làm việc cuối tuần tràn đầy năng lượng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gợi ý cho quý khán giả một số điểm du lịch ở các tỉnh miền Trung và miền Tây Nam Bộ, mà cụ thể là thành phố Cần Thơ. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi các thông tin chi tiết. Mở đầu phần siêu thị tin là thông tin về một loại trái cây có giá bán khá cao. Với giá bán là 1,6 triệu đồng 1 kg, có hạt lép, vị ngọt ngậy sữa, sầu riêng Malaysia trong thời gian gần đây được nhiều người săn lùng, tìm mua dù có giá đắt gấp 20 lần so với sầu riêng Việt Nam. Sầu riêng Malaysia có hạt lép, muối to, săn chắc, tạo cảm giác thích thú, ngon mắt. Bên cạnh đó, điểm tạo nên chất lượng là muối sầu riêng dai dai, thơm mùi sữa và không bị ngọt gắt. Sầu riêng được tách muối, đóng vào khay hút chân không khoảng 400 gram một khay, được bảo quản đông lạnh và nhập khẩu về Việt Nam với giá bán khoảng 700-750.000 đồng một khay, ước tính khoảng 1,6 triệu đồng một ký. Chị biết cái sản phẩm sầu riêng này là chị đi qua bên Mã Lai đó, và bạn bè giới thiệu, và khi thấy ở công ty Mia Food có, thì chị đến đây ăn cái sầu riêng và thấy rất là ngon. Hiện ngoài được bán tại các cửa hàng trái cây thì loại quả này còn được một số shop hoa quả online bán. Thưa quý vị, từ lâu chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích được biết đến là nguồn cung thực phẩm cho đời sống sinh hoạt của người dân. Thế nhưng giá cả luôn là bài toán khiến người dân băn khoăn khi mỗi nơi mỗi khác, thậm chí chênh lệch nhau quá nhiều. Tại các chợ đầu mối, giá nhập xỉ thường được các tiểu thương nắm vững. Tuy nhiên ra đến chợ lẻ, giá cả lại thay đổi chóng mặt. Riêng mặt hàng trái cây vú sữa đang rộ vụ, được giới thiệu là vú sữa loại 1. Tuy nhiên giá mỗi sạp lại khác nhau, chênh lệch từ 5 đến 7.000 đồng một ký. Tương tự dưa hấu, ổi, cam sành là những mặt hàng đang vào mùa, nhưng giá giữa các khu vực chợ cùng chủng loại lại chênh lệch nhau từ 5 đến 7.000 đồng một ký. Trong khi đó, ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ hiện đại, giá cả ít biến động hơn. Cụ thể, tại Co-op Nhiêu Lộc, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3, giá mặt hàng bông cải xanh hiện ở mức 35.000 đồng một ký, cam sành 28.000 đồng một ký, cà chua 22.000 đồng một ký. Tại một số siêu thị khác của Co-op, mức giá cũng được giữ ổn định hoặc thực hiện giảm giá tùy thời điểm, chất lượng sản phẩm. Nhờ có các chính sách về giá khá ổn định nên mức giá của hầu hết các mặt hàng tiêu dùng tại hệ thống siêu thị bán lẻ đã và đang giữ được mức ổn định, giúp người dân an tâm hơn trong việc cân đối mua sắm. Chợ phiên hàng giảm giá tại Cần Thơ có tên gọi DC Market sẽ tổ chức từ ngày 10 đến 12 tháng 3 tại lầu 1, nhà lầu 2, trung tâm thương mại Cái Khế, thành phố Cần Thơ. Đặc biệt, tất cả các mặt hàng đều được giảm giá cao nhất lên đến 80% tại khoảng hơn 20 gian hàng. Khách hàng có thể tìm mua các mặt hàng như quần áo, mỹ phẩm, phụ kiện, quà lưu niệm. Ngoài ra còn có các dịch vụ cho thuê trang phục chụp ảnh. Thông tin về du lịch sẽ tiếp nối chuyên mục siêu thị tin hôm nay. Cứ mỗi độ cuối đông đầu xuân, những cánh đồng hoa cải ở làng Hương Chữ, Thừa Thiên Huế lại tràn ngập sắc hoa vàng rực rỡ, thu hút nhiều du khách đến tham quan thưởng ngoạn. Thời điểm này, những ruộng hoa cải được bà con để giống đang đồng loạt ra hoa khoe sắc. Những vạt cải ngồng, cải bẹ ra hoa tươi thắm, đu đưa theo gió, tạo nên một thảm vàng trải dài đã thu hút nhiều bạn trẻ từ các địa phương về chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm. Đi chụp ảnh nhiều nữa rồi, nhưng mà em thấy ở đây là có một rừng hoa cải rất là đẹp. Thời buổi mà ồn ào như thế này mà mình được đến một cái không khí mà yên lặng, mình cảm thấy rất vui và thoải mái. Là vùng ven đô cách thành phố Huế chỉ vài km, bỏ lại những nhộn nhịp ồn ào của phố phường, khi đến Hương Chữ, ắt hẳn du khách sẽ được chiêm ngưỡng một cánh đồng hoa lung linh với thiên nhiên thơ mộng của những ngôi làng ven đô. Rời Huế, Việt Trung xin mời quý khán giả đến với thành phố Hội An. Những ai yêu thích ẩm thực và muốn chính mình làm ra nhiều món ăn hấp dẫn thì khách sạn Hội An Historic sẽ giúp du khách làm được điều này. Tại đây thì du khách sẽ được các nghệ nhân hướng dẫn xay bột, đúc mì, chế biến và sau đó thưởng thức món ăn do chính mình làm ra. Khách tham gia sẽ được xem các nghệ nhân làm, hướng dẫn rồi sau đó tự tay thực hiện các bước như xay bột từ cối đá, tráng mì trên lò đất, đúc bánh tráng. Ngay sau khi kinh qua các bước, sản phẩm sẽ được trình bày trên mâm để du khách thưởng thức chính thành quả của mình. Hương vị truyền thống là một lớp học trải nghiệm mới mẻ, vừa lưu giữ được vẻ đẹp tinh túy trong từng cách thức chế biến món ăn của người dân xứ Quảng, vừa tạo nên sự mới mẻ cho du khách. Lớp hương vị truyền thống hoàn toàn miễn phí cho khách lưu trú vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần tại khách sạn Hội An Historic, số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An. Thời gian học miễn phí vào thứ 2, thứ 6 hàng tuần.
Chuyển sang phần tin thế giới, trong tháng 6 tới, Nokia sẽ tung ra thị trường dòng điện thoại mới Nokia P1, Nokia 8 được trang bị con chip Snapdragon 835 với cấu hình mạnh. Nokia P1 sẽ sở hữu màn hình có kích thước là 5,7 inch và phần thân kim loại nguyên khối. Đồng thời, chiếc điện thoại còn được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 835 và 6GB RAM. Về khả năng chụp ảnh, máy sẽ có camera với ít nhất một cảm biến máy ảnh, độ phân giải là 23MP. Ngoài ra, chiếc máy này cũng có cụm loa kép nằm phía trước, đèn LED thông báo trạng thái và đặc biệt có logo Nokia khi khởi động máy. Phiên bản đặc biệt này của Nokia sẽ có giá khoảng 15 triệu đồng tại Trung Quốc. Là một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đến từ Anh, Charlotte Tilbury chinh phục hàng triệu phụ nữ trên thế giới về các dòng sản phẩm chất lượng. Và mới đây, hãng vừa tung ra thị trường loại mặt nạ khô giúp che giấu các khuyết điểm của làn da trong tích tắc. Sản phẩm mặt nạ khô bao gồm 5 công dụng: dưỡng ẩm, căng da, giảm vết nhăn, giúp đồng đều sắc tố da và làm mướt bề mặt da. Hơn nữa, người dùng sẽ nhận được kết quả rất nhanh chỉ sau 15 phút sử dụng nhưng lại sở hữu gương mặt rạng rỡ suốt 8 giờ. Giá cho một chiếc mặt nạ khoảng 500.000 đồng. Hiện sản phẩm vừa mới có mặt tại Anh và Mỹ. Khán giả nữ mong muốn sở hữu chiếc mặt nạ thần kỳ này có thể truy cập vào website charlottetilbury.com để theo dõi chi tiết ngay khi sản phẩm được đăng bán rộng rãi. Quý vị và các bạn thân mến, vào những ngày cuối tuần chúng ta luôn băn khoăn không biết sẽ lựa chọn nơi nào để du lịch và nghỉ dưỡng. Hôm nay, biên tập viên Linh Tính cùng chuyên mục trải nghiệm sẽ giới thiệu đến quý vị một điểm du lịch tại thành phố Cần Thơ vừa được đưa vào khai thác du lịch cộng đồng, đó chính là Cồn Sơn nằm tại quận Bình Thủy. Cồn Sơn rộng trên 67 hectare được ví như viên ngọc được ngậm trong miệng rồng của làng cổ Long Tuyền nằm giữa lòng sông Hậu. Nơi này được đưa vào khai thác du lịch cộng đồng từ năm 2016 đến nay do ngành du lịch quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ quản lý. Điểm du lịch này được hoạt động bởi hơn 10 hộ dân kinh doanh nhiều dịch vụ khác nhau. Từ bến đò Cô Bắc thuộc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, du khách có thể đến Cồn Sơn bằng chuyến đò ngang khoảng từ 5 đến 10 phút với giá vé qua đò 5.000 đồng một khách. Một điều thuận lợi là du khách có thể đi theo đoàn hoặc tự túc. Chỉ mất khoảng 5 phút đi đò, cuối cùng Linh Tính đã được đặt chân đến với Cồn Sơn cho một cảm giác thật thoải mái. Thú vị hơn là gặp được một chị hướng dẫn viên rất vui tính tại địa phương này. Dạ, em chào chị. Lần đầu tiên đến với Cồn Sơn thì em chưa biết hành trình của mình bắt đầu sẽ như thế nào. Chị có thể hướng dẫn giúp em được không ạ? Cồn Sơn có rất là nhiều điều thú vị đó nha. Cái đầu tiên mà mình muốn mời Tính khám phá đó là mình đi vườn chôm chôm ha. Nghe mà quá thú vị, bây giờ mình bắt đầu luôn nha chị. Rồi, mình bắt đầu. Khi đến Cồn Sơn, du khách chỉ mất khoảng 150.000 đồng phí hướng dẫn dành cho khách đi theo đoàn, nhóm để được hướng dẫn viên ngay tại đây giới thiệu, tìm hiểu các dịch vụ và tham quan vườn cây ăn trái quanh cồn. Thú vị hơn, các bạn sẽ được tham quan và tự tay hái trái thưởng thức ngay tại vườn với giá từ 10.000 đến 20.000 đồng một khách tham quan. Rời khỏi vườn cây trái, du khách có thể tìm đến nhà vườn Thành Tâm, một ngôi nhà nhỏ khoảng 30m², được thiết kế không gian đậm chất Nam Bộ để trải nghiệm dịch vụ tắt mương bắt cá với giá 50.000 đồng một khách. Sau khi tha hồ được tự tay bắt cá dưới mương, du khách sẽ được nhà vườn hỗ trợ chế biến món ăn ngay tại chỗ miễn phí. Trong buổi chiều mát mẻ tại Cồn Sơn, khách du lịch còn có thể trải nghiệm miễn phí dịch vụ chèo xuồng tham quan quanh Cồn Sơn và được người dân chia sẻ về những văn hóa đặc trưng vốn có tại nơi này. Sau một ngày dài với nhiều hoạt động thú vị tại Cồn Sơn, du khách có thể tận hưởng một bữa cơm chiều với các món ăn thật dân dã đậm chất Nam Bộ tại các nhà vườn trên cồn. Giá mỗi món ăn chỉ từ 30 đến 200.000 đồng tùy vào thực đơn mà bạn chọn. Về đêm, du khách có thể ngồi nhâm nhi bên ấm trà nóng, tìm hiểu về cuộc sống và văn hóa địa phương của người dân sống trên cồn. Ngoài ra, du khách còn có thể trải nghiệm dịch vụ ngủ đêm tại cồn có giá từ 200 đến 500.000 đồng một đêm. Thưa quý vị,
vị, cuối tuần là thời gian chúng ta quây quần bên mâm cơm gia đình. Chắc hẳn là những chị em phụ nữ khá là đau đầu trong việc chọn món ăn để làm sao vừa đủ dinh dưỡng lại vừa mới lạ. Phong Linh xin mời quý khán giả xem cách làm món ăn bò cuộn sả cơm cháy ngay sau đây để chiều nay có thể làm cho gia đình của mình. Nhỏ cách nấu món bò cuộn sả và cơm cháy vừa rồi, Phong Linh hy vọng rằng bữa cơm cuối tuần của gia đình quý vị sẽ đa dạng và ấm cúng hơn. Chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin hữu ích cho người tiêu dùng vào lúc 6 giờ sáng thứ hai tuần sau, tức ngày 13 tháng 3 trên kênh truyền hình HTV7. Kính mời quý vị khán giả đón theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.